Hôm nay mình lên sân thượng thấy dàn mơ của mình nó phát triển khá là tốt. Lá mơ nó có một số công dụng rất tốt. Vì vậy hôm nay mình sẽ làm một cái video chia sẻ với quý vị các bạn cách làm trứng đúc lá mơ. Lá mơ thì có rất nhiều tác dụng. Nó có tác dụng rất tốt đối với hệ tiêu hóa, tức là các bệnh liên quan đến đường ruột như tiêu chảy, đại tràng, bệnh liên quan đến xương khớp, và nó có tác dụng giảm đau và sát trùng nữa. Ngoài cái công dụng chữa bệnh của lá mơ, nó còn là một món ăn ngon, hợp khẩu vị với nhiều người, đặc biệt là đối với cánh mày râu. Khi chúng ta đến các quán bia chúng ta nhậu, thông thường là ở các quán bia họ đều làm món trứng đúc lá mơ này. Và hôm nay thu hoạch được một ít lá mơ sạch, tôi sẽ thiết kế một món ăn dân gian bình dị rẻ tiền, đó là trứng đúc lá mơ. Việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là rửa sạch lá mơ. Thông thường thì chúng ta sẽ để cho lá mơ nó khô tự nhiên, nhưng hôm nay tôi vừa hái và tôi vừa rửa xong, do đó là lá mơ nó còn ướt, thì chúng ta sẽ nắm lá mơ lại, chúng ta vắt khô lá mơ. Có khi chúng ta rửa thì nước nó còn đọng vào trong lá mơ thì chúng ta sẽ vắt. Nếu chúng ta để lá mơ nó khô tự nhiên thì chúng ta không áp dụng cái thao tác này nữa. Sau khi làm khô lá mơ rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một chiếc dao sắc và một chiếc thớt. Chúng ta sẽ thái nhỏ cái lá mơ này ra. Sau khi chúng ta thái nhỏ cái lá mơ ra rồi thì chúng ta sẽ cho vào một cái bát tô, và chúng ta lấy khoảng 5 đến 6 quả trứng gà. Chúng ta đập vào trong bát lá mơ này. Sau đó là chúng ta cho một chút nước mắm vào, cho thêm khoảng 2 muỗng bột ngọt. Chúng ta sẽ đánh nhuyễn cái hỗn hợp trứng và lá mơ này lên. Nếu như chúng ta tìm kiếm được lá chuối thì chúng ta lót ở phía dưới, chúng ta sẽ làm bằng lá chuối. Tuy nhiên là trước đây chưa có chảo chống dính thì có thể sử dụng cái đó để phương án thứ nhất nó vừa thơm, thứ hai là nó vừa không bị dính xuống chảo. Chúng ta thực hiện việc đúc trứng lá mơ dễ hơn. Nhưng ngày nay có chảo chống dính rồi thì việc thực hiện món trứng đúc lá mơ này thì thật là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ khởi động lửa lên, cho chảo nóng lên. Đổ trứng vào rồi thì chúng ta sẽ cho lửa nhỏ lại. Chúng ta sẽ sử dụng một cái thìa hoặc một cái môi, chúng ta sẽ dàn đều trứng và lá mơ. Sau đó là chúng ta lại cho lửa to lên. Mục đích chúng ta cắt miếng trứng này ra như vậy để chúng ta lật miếng trứng nó dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ sử dụng đũa, chúng ta tách các miếng trứng này ra. Cho nó không còn dính vào nhau nữa. Sau khi lật úp miếng trứng xuống, chúng ta để lửa nhỏ khoảng 3-4 phút. Sau một thời gian rất ngắn, tôi đã làm xong món trứng đúc lá mơ, một món ăn dân dã đơn giản. Và chúng ta chuẩn bị thêm một chút tương ớt và chúng ta thưởng thức với món trứng đúc lá mơ thôi.